Xin các bạn, trên tên mình là con chuột Logitech M337. Con này theo thông tin từ hãng thì có thể sử dụng pin được trong vòng 10 tháng. Nó sẽ có hai nút đây. Ngoài ra còn có nút trái phải, cái nút xoay tròn các bạn có thể bật qua bên trái bên phải nữa, và đây có sẽ có một nút bấm. Dưới đây không có đèn. Nút bật khi chúng ta chuyển qua màu xanh thì nó sẽ bật và chuyển qua màu đỏ là tắt. Các bạn bật lại sẽ thấy cái đèn sáng lên. Khi hoạt động một chút xíu thì đèn nó sẽ tự tắt. Bên trong nó sẽ có sẵn một viên pin. Đây là pin kiềm của GP. Bây giờ mình sẽ thử kết nối con chuột này với chiếc laptop. Thì đầu tiên các bạn cũng bật cái này lên. Bật on rồi, cái đèn sáng. Trên laptop thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Các bạn chọn device. Đây, Bluetooth. Các bạn bật on lên. Rồi, như vậy là xong, các bạn đã kết nối được với Bluetooth chuột M337. Rồi bây giờ chúng ta có thể sử dụng chuột được. Ở đây nó sẽ có hai nút ngang. Khi các bạn kích như này nó sẽ quay lại về phía trước và chúng ta nhấp sang bên phải nó sẽ quay ngược lại. Cái nút tròn ngoài ngoài chức năng kéo lên kéo xuống thì nó còn quay ngược nè. Quay về phía trước nè. Còn cái nút nhấn ở giữa này nó sẽ tự động chuyển qua giữa hai cái tab của hai trang web. Ví dụ cùng một trình duyệt các bạn mở hai trang web thì khi chúng ta nhấn vào đây nó sẽ chuyển qua trang web khác. Đó.